Rồi, Đinh Ba Búa xin mến chào toàn thể các bạn trên 63 tỉnh thành nha. Hôm nay mình dọn sạch nhà luôn nha các bạn, máy sắt mấy gì rồi mình dọn sạch luôn. Thì dọn sạch luôn nha, để mà lên luôn. Đó, máy sắt rồi mình rã ra luôn nè các bạn. Thì nhà còn gì là mình lên mình bán hết luôn nha. Đây này, có cái tinh tỉ cành này, lát nữa báo sau. Rồi máy từ lưa, nói chung là cũng ít thôi các bạn, không có nhiều đâu. Có mấy con mà hàng nó đặc biệt nè bạn, bây giờ nó có một loại nè. Dưới hàng VIP nè bạn, hàng VIP thì hôm nay mình hàng này là mình để dành đó bạn. Thì các bạn biết là cái loại này mình dời 500 cây đó, nó chỉ được 1-2 con thôi. Đó, mình dời tổng cộng bữa giờ các bạn là mình dời 2.000 cây thì mình gom được nhiêu đây nè. Đó, mình gom lại. Tức là mình gom lại cho nó đủ rồi mình bán bạn. Rồi Honda này, hôm nay có Honda GX22. Con kia, con cái tum bự đó là GX31 đó bạn. Rồi TL33 này. Cái lô ba lô này các bạn là nó dời dưới cái lô hôm bữa các bạn, hôm kia á, nó trùng, nó dời dưới cái lô mà máy cưa với lại máy cần mình bán rồi các bạn. Còn cái này là ba lô này, hôm nay mình mới lên này. Đây, hôm nay có lô VIP nè các bạn, để bật đèn lên này. Đây, lô này thì nó có một cây TL261 các bạn, cây này thì nó như máy mới luôn nè, có một cây thôi, còn lại là TB26. Con này TB26 nha các bạn, đó TB26 á. Rồi với có hai con Maru này. Hai con này thì một con 23, một con 26 nha. Hai con này rẻ đó bạn. Đó, chịu 6 thôi. Nhưng con này 700 nữa nè. Con này thì các bạn chốt luôn đi nha các bạn. Lát nữa mình quay nó ở cuối video á. Bây giờ mình quay là nó đầu video nè. Nó là Tanaka 700.000 nha, Tanaka 27cc á. Ừ. Bò cần nữa nè. Với hai con Shinowa nữa nè. Rồi Shinowa nữa nè các bạn. Hôm nay thì nó có ít thôi cho các bạn dễ mua nha. Thì cái lô này mình bán sạch luôn, sạch nhà luôn, dọn cho nó sạch luôn. Còn một số hàng anh em cũng chưa có đi kịp nè, không có đóng kịp. Thì ngày mai thứ bảy rồi bạn, ngày mai thứ bảy là mình đóng cho nó đi hết luôn nha. Là ngày chủ nhật là nó hết hàng rồi bạn, tức là ngày chủ nhật là hàng nó hết rồi. Đó, 253 nữa nè. Rồi, tới Di thì hôm nay mình chia ra hai lô. Thì cái lô này là ba lô nha, còn cái kia là mấy cần nha bạn, mấy cần á. Rồi thì để quay lô sát trước đây thôi, máy này 27 sơ sơ này các bạn. Rồi sát đâu rồi ta, quay sát trước đi, rồi vô sát đi bạn. Thì sát này thì lô này là lô này nó không có số nha bạn, các bạn lưu ý là lô sát này không có số, các bạn chỉ cần gọi điện nói là cho chốt 15 cái đầu máy sát là được thôi nha. Thì cái lô này là 15 cái đầu máy sát nha bạn, đỡ cho các bạn 2 triệu thôi, 15 cái đầu nha. Đó, 15 cây này là mình tháo cần hết rồi nha các bạn, mình tháo cần hết rồi. Cần thì nó cong, nó gãy, nó bởi rồi các bạn. Mình tháo cần, con này cứng nè. Đó, này còn lăn được nè các bạn, đó. Nói chung thì sát này có con lăn được, con cứng các bạn giờ tháo lấy bố con nè. Đó, ổ giật nè, rồi chó giật nè, y sơi nè, bố con của nó cũng còn ok lắm bạn. Đó, bố con thì mình đỡ cho các bạn luôn, mình không có tháo nha. Chứ bố này tháo ra bán cũng được vài chục ngàn đó các bạn. Chứ không có rẻ đâu, bố con này nó mắc tiền lắm. Bố rin mà các bạn. Con này bố ba lá luôn nè bạn, đó, bố ba lá thấy không? Con này nó là G Komatsu đó bạn, Komatsu G3 sơ ấy bạn, đó. Rồi. Rồi. Cái lô sát này thì 2 triệu nha các bạn, lô sát này 2 triệu đỡ cho bạn giá hữu nghị thôi, 2 triệu thôi. Giờ các bạn lấy tháo đồ, lấy gì lấy được gì lấy nha. Thì nó có mấy con nó xét rẹt nè bạn, đó. Thì nhưng mà nó cũng có con còn VIP lắm mà, còn ngon lắm. Đó, hai cây chô nè. Con này là tê đơi nè các bạn, tê đơi nè. Rồi. Lô sát nha các bạn, lô sát 2 triệu. Rồi, sát đâu nữa ta? Ở đây. Thì cái này không phải sát các bạn, cái này là con Estin nè. Estin này các bạn, nó là made in USA mà, mình thấy nó ghi là made in USA. Nè các bạn, made in này, USA bạn của Mỹ các bạn. Đó. Con này thì mất áo rồi nha, giờ các bạn đổ cái áo vô. Kiếm cái áo độ vô chứ không là nó giờ bạn làm nổ con này làm nổ được luôn các bạn. Giờ độ áo vô nữa là chạy. Con này nó là thuộc dạng cắt cành nha. Nè. Giờ cho anh em phá nghịch chơi 700 thôi. Để bạn 700.000 thôi. Đó, răng còn bén lắm nha các bạn, rờ đứt tay luôn á. Này còn bén cực kỳ luôn. Bén lắm nha. Rất bén luôn. Rồi. Con này nó cắt cành nha. Đầu của nó nè, rất là chắc chắn luôn, to lắm nha. Rồi 700.000 thôi, Estin nè. Cái này nó dập Estin luôn các bạn, nó dập trên đây nè, dập chữ Estin luôn. Đó, nó dập Estin này. 700.000 thôi, ra bóp nè các bạn, ra bóp nè. Hơi hám thì nó còn ngon các bạn. Ừ, hơi hám giật nè. Đó. Thấy không? Hơi còn tốt lắm nha.
Rồi 700 ngàn thôi. Giờ các bạn độ phá chơi nha. Cắt cành nha, ép tinh cắt cành nè. Còn cái hộp luôn nè bạn, đó nó còn cái bao bao luôn nè. Con này phím đó nha, con này mà nó đủ áo mình bán mới được 1,5 triệu. Con này á, nếu mà nó đầy đủ nó liền lạc các bạn, bán mới được 1,5 triệu luôn á. Mà nó đem nó thiếu đồ, nó giờ nó thiếu đồ nha, mình bán thí bán đại à. Để bằng 700 thôi, thiếu đồ. Rồi, ép tinh nha. Con này nó là Maru nha các bạn. Con này thì nó là Maru 320 nòng 38 ly nha. Con này thì quá đẳng cấp rồi, quá VIP nha. Đây, Maru 320 nè. Kiếm con mà nó như con này khó lắm bạn. Bô nó nè, bô màu chì luôn, đẹp. Hơi nè, giật nè. Cái con này nó là ba lô nha các bạn. Nó mất cái khung rồi, nhưng mà khung thằng này mình nhiều lắm. Bạn nào ưng thì mai mình cho khung sau nha. Giờ soạn ra tối rồi. Nòng nè, hơi nè, dây nè bạn. Dây đẹp lắm. Hơi dữ lắm nha. Thôi, con này 1,6 triệu thôi bạn. Maru 320. Kiếm được cái con mà nó đẹp như con này khó lắm bạn. Cần con nó nè. Đầu bò nó nè bạn, răng nè. Răng nó còn đều hết luôn bạn. Nó còn đủ luôn. Nó còn me bạn, hộp kim đó. Nó còn đủ luôn. Đẹp lắm nha. Đầu bò quay ngon lành luôn. Maru 320 nha. Một con duy nhất nha các bạn. Hằng thường mấy hằng VIP nó có một con à. Chứ nó có nhiều đâu bạn. Nó có nhiều mình trúng bánh rồi. Nó, nhưng mà cái hằng này thì nó giờ nhiều nè. Đó, đồ sát nó giờ nhiều lắm. Còn cái hằng VIP thì nó giờ vậy đó bạn. Nó giờ có một con nghĩa. Giờ cả 2.000 con được con nghĩa. Rồi. 1,6 triệu nha các bạn. Maru 320 nha. Thì cái này mai đóng hàng tụi nhỏ nó cho các bạn cái khung nha. Cái khung Maru luôn. Còn cái này mình soạn ra mình lên video cho nó trước cái đã các bạn. Dây nè. Trời ơi, chắc nịch nha. 1,6 triệu Maru 320 nha. Rồi, lô số 1 đi bạn. Lô này là lô máy sát nha. Thì cái máy này các bạn lưu ý trước khi mua giúp mình nha. Nó là máy cứng nha các bạn. Máy cứng thì mình bán cho bạn giá sát nha. Giờ các bạn một là các bạn ưng thì các bạn làm nổ dọn được, còn không thì các bạn tháo lấy đồ nha các bạn. Thì đây, đầu bò của nó thì mình thấy chén dao đồ còn đầy đủ các bạn à. Đó, chén dao kẹp dao còn đầy đủ. Rồi. Lô này là có 1 triệu đó bạn. 1 triệu này, 3 con sắt cứng này. 1 triệu nha. Rồi lô 1. Lô 2 bạn. Lô ổ cái này thì có 1 con ghi lô 2 mất công thiệt đó. Cái này là 700 nha. Con này nó là TL231 các bạn. Mất áo nha các bạn đây. Cần của nó này. Nó ghi là mất áo nha Kubota. Con này TL231 đó bạn. Anh em thợ nhìn là hiểu rồi nha. Rồi, nè nó còn quay hơi nè. Đó, hơi còn dữ lắm. Nè, nòng của nó nè bạn. Đó, nòng còn đẹp lắm bạn. Nòng mình nhìn được coi. Rồi cho, để mình nhìn dùm các bạn luôn. Rồi, nòng còn ok nha các bạn. Hơi ok. Chơi hai kim luôn nè. Rồi, mất ổ áo với ổ giật nha các bạn. Con này mà còn áo với ổ giật thì nó cũng tầm 1,2-1,3 triệu đó bạn. Ít đâu. TL231. Rồi. Nè, TL231 nè bạn. Đó, thấy không? Con này mà đủ đồ chắc nó phải 1,4 triệu luôn các bạn. Do nó mất áo ổ giật nè. Mình cũng mình không có soạn đồ cho nó nha. Tại áo này nó màu xanh. Chứ nó màu đỏ thì lấy áo mấy anh kia bỏ qua được. Chứ nó màu xanh bỏ vô nó nhìn nó xanh đỏ vàng tím nhìn nó kỳ. Rồi, cái này cho nó lô 2 đi có 1 con à. 700 nha, 700 nghìn. Rồi, có cái đầu này các bạn. Cái đầu này là 300 ngàn nha. Đầu này là của... Mitsu T130 mà nè, T130. Đầu này mới ken luôn bạn, nhìn dây giật nó nè. Dây giật nó nè bạn, thấy không? Mới ken luôn. Mới lắm nha, mới giả mang luôn. Để bạn 300 ngàn thôi, giờ nghiên cứu phá phách bậy bà chơi nha, mới lắm. Nhìn bori nó nè, tóc chân nồng nè. Không, mới lắm nha. Mới giả mang luôn. Rồi, 300 ngàn thôi nha. Rồi tiếp nha. Cái đầu này các bạn khi các bạn gọi điện các bạn chốt, một là các bạn chụp màn hình lại, hai là các bạn nếu mà các bạn gọi bằng điện thì các bạn kêu là đầu Mitsu T130 nha. Mà T130 là thư ký nó hiểu. Chứ các bạn đừng có nói là đầu chốt cho cái đầu, tại vì mình bán nhiều đầu lắm nha. Rồi đây. Cái đầu này là đầu của Mitsu TL20 nha các bạn. Đầu này cũng 300 luôn. Thì nó như vậy nha các bạn, nó như vậy thôi nè. Giờ các bạn tháo lấy đồ nha. Nòng của nó thì trắng như đuôi ngọc trinh nè. Nè. Đỏ bê tông nó nè, trắng như đuôi ngọc trinh luôn. Thấy không? Này hàng bãi nó dời các bạn, nó dời mà nó thiếu đồ mình bán cho các bạn luôn. Chứ mình không phải là hàng bãi Việt Nam nha, các bạn lưu ý giúp mình nha. Đinh mở búa mình không có hàng bãi Việt Nam. Mấy ông dân mà mang máy vô đây mà đổi cho mình được luôn á.
rượt bính luôn các bạn. Rồi đây các bạn, con này là 300 nha, TL20. Rồi lô 3 đi các bạn, lô 3. Lô này là 2 triệu mấy đây, 2 triệu 6 nha các bạn, 2 triệu 6. Maru, 4 con Maru nha, cái con trên cùng này nó là 26 nè bạn. Cái con này là do nó bởi áo nè, cho nên mình quăng ra vô sát nha. Chứ cái con này 1 triệu mấy lượng bạn, nó tới 1 triệu 2 cây lượng á. Nhưng mà do áo nó bị bởi chỗ này nè, mình quăng sát cho bạn luôn. Đó, tức là những con máy mà nó mất áo hoặc là nó bởi áo hoặc là nó thiếu đồ là mình quan sát, chứ không phải là máy máy mà nó, nói chung là không phải là máy đi tầm bậy bạ đi quan sát bạn. Máy Maru nè, rồi thấy không? Bạn nghe hơi không? Đúng không, có ai bán sát mà giật hơi không trời, này dây giật nè, thấy không? Nè. Rồi lô 3 này là 2 triệu 6 nha các bạn, đầu bò còn đầy đủ luôn nè, bốn con này còn về đồ bò luôn nha các bạn. Lô này là sát nha các bạn, lưu ý là lô này là mình bán sát, là bán như hiện trạng như trên video, không có thêm cái gì mà cũng không có lấy ra, không có bỏ thêm cái gì, các bạn lưu ý giúp mình nha. Tay lái nè đủ luôn nè, tay lái đủ luôn các bạn, sát mà đủ tay lái luôn. Còn máy thì nó thiếu bình xăng con, với con này nó thiếu bình xăng con nè bạn, đó thấy không, ổ giật thì đủ. Rồi con này là nó là Maru 26 đó bạn, lô 3 này là 2 triệu 6 nha. Nè bạn thấy không, nó là Maru 26 nè, ổ giật còn nè, áo bởi rồi nè. Đó rồi vậy đó bạn, các bạn bình xăng trắng tươi nè các bạn thấy không. Đó sát này là sát Nhật các bạn, chứ không phải sát Việt Nam nha, các bạn lưu ý với mình nha. Sát Việt Nam thì nó khoảng 100.000 cây thôi, nhưng mà sát Nhật là nó giá trị lắm bạn, nó giá trị ở chỗ là nó đồ Nhật nó mới dời. Rồi rồi bạn, đây mình có con máy này đặc biệt, siêu đặc biệt luôn. Con máy này mình không có biết nó ship vô cái lô máy gì luôn, tại vì cái hàng này nó là hàng đời mới bạn, nó cũng thuộc dạng hàng đời mới thôi, nó mới giờ Việt Nam mình trong 1-2 năm trở lại đây thôi, tại vì cái hàng này nó chưa có dời số lượng nhiều để mà phân lô bán bạn, bây giờ số lượng ít lắm. Nó là Echo 211 bạn, Echo 211 nè, cái đời này đời mới nha các bạn, đời cao bên Nhật đời mới nè, bô riết đó nè. Thì con này là mình đỡ cho bạn 900 nha, có con duy nhất thôi, ga bóp nè, này là ga bóp nha các bạn, nó là ga bóp luôn á, chứ không phải là ga cái loại ga như ribi đồ đâu, ga bóp luôn, chới hai kim nè bạn, chới quanh rồ hai kim luôn đó. Rồi hơi của nó nè, dây giật nè bạn, đó con này nó nghẹt bô các bạn, giờ thông cái lỗ bô ra nha. Bên Nhật thì nó nghiệt cái là bên Nhật các bạn là mấy con ong ruồi ong đất đồ các bạn, nó chui vô nó làm tổ nè, nó làm tổ này ở lộn mấy con ong đất á, nó chui làm dây nè. Rồi đồ bò nữa nè. Rồi con 900 nữa nha, con này 900 Echo 211 bạn, mã số của nó là Echo Kirit 211 nè. Rồi 900 ngàn nha các bạn, 900 ngàn thôi. Rồi đây có con Mitsu nè các bạn, con này 1 triệu 2 thôi, nó là Mitsu TB 27 bạn. Con này, con này nó còn năm sản xuất luôn nè các bạn, nó sản xuất 2017 nha các bạn. Đây 2017 nè, đây để mình quay cho nè, 2017 nè bạn, đó. Ủa giờ tối rồi, mờ quá. 2017 nè bạn, ngay đây nè. Rồi tối quá, camera nó mờ nè. Rồi nó là tơi bơi E27 nè, bồ nó nè. Con này thì khỏi nói rồi, mới ken luôn bạn, mới chắc luôn. Dây giật nó nè bạn, hơi dữ nha, ra bóp luôn nè, ra bóp nè bạn, ra bò nó nè. Con này 1 triệu 2 thôi nha các bạn, rồi bò nữa nè. Rồi 1 triệu 2 thôi, Mitsu TBE nha, 27 nha, nòng 34 ly đó các bạn. Rồi một con duy nhất thôi. Đó hàng này nó cũng hàng đời mới bạn, nó dời cũng số lượng rất là nhỏ giọt nha các bạn. Ở bên Nhật nó dời không có nhiều, nó dời nhỏ giọt lắm, nó không có số lượng mà như TL. Rồi con này thì nó 1 triệu 2 thôi nha các bạn, 1 triệu 2 cho một con máy mới ken luôn nha, mới ken luôn. Nãy giờ có quên quay mấy nào không ta? À, quay hết rồi. Rồi lô số 4 đi bạn, lô này là lô đặc biệt nè. Thì cái lô này ít khi mà mình lên video lắm bạn, tại vì mình gom bạn, mình phải gom. Ví dụ như mình dời 500 cây thì mình chỉ được 2 cây thôi, hoặc 3 cây đó bạn, mình dời phải được 2.000 cây mình mới gom được nhiêu đây nè. Thì đó, các bạn biết rồi đó, cái độ gom
nghĩ là mình phải gom nhiều lắm mới được từng này. Rồi, lô này thì nó thường tới dây 27 nó có tôm liền nữa bạn. Nhưng mà cái lô này mình gom sau, dạo này nó dời toàn tôm rời thôi, không có tôm liền nha. Thì bạn nào lấy được lô này đúng là hên luôn, tại vì nó không có tôm liền. Chứ nếu mà có tôm liền mình quen vô đây mình cũng tính giá đó luôn các bạn, chứ không có gì đâu. Đây, lô này là lô 4 nha, 7 con thì 10 triệu nha các bạn, nhưng mà có một cây cứng. Tức là cái cây cứng đó là bên mình là chưa có bung hay tháo đụng chạm gì tới máy nha, chưa kiểm tra luôn. Thì mình trừ cho bạn 500 ngàn nha các bạn, là còn 9 triệu rưỡi, đó vậy thôi. Rồi, tơ di 27 nha, có một cây cứng nha các bạn. Đầu bò của nó nè, đầu bò thì đầy đủ rồi bạn, tùm rời hết luôn. Có một cây cứng các bạn lưu ý giúp mình nha, có một cây cứng nha, màu đen màu đỏ luôn, có màu đen, hai con màu đen VIP rồi các bạn. Rồi, lô này là lô siêu VIP luôn, bô nó nè, các bạn bô nó nè, thấy không? Rồi, lô này tổng kết lại là 10 triệu trừ 500 cứng nha các bạn, còn 9 triệu rưỡi, đó tổng kết lại là như vậy nha. Rồi, lô số số 4 nha các bạn, lô số 4. Lô số 5 nha các bạn, cũng là tơ di 27 nhưng mà hai này nó là ba lô các bạn. Ba lô nha, 2 triệu 6. Đây bạn, 2 triệu 6 nha, đầu bò nữa nè. Hai con tơ di 27 ba lô nha. Cần của nó đầy đủ. Rồi, lô này là 2 triệu 6 nha, hai con. Lô số 5 nha các bạn, lô số 5. Có trợ lực nha, cái thằng ba lô nó được cái là nó có trợ lực nha các bạn. Ừ. Nè, nó có trợ lực nè. Rồi. Lô số 6 đi bạn, lô số 6 đi. Lô này là 1 triệu 8 nha, hai con Geno Komatsu 26 nha các bạn, Geno 26 nè. Nòng 34 ly. Nè. Geno bạn, Geno Gen X gì đây? Đó. Geno 265 nè. Con này là 260 nè các bạn. Rồi. Hai thằng này là 1 triệu 6 nha các bạn. Đây, đầu bò của nó đây. À lộn, 1 triệu 8 nha, lộn, 1 triệu 8 nha. Hai con Geno, Geno 26. Con này các bạn, nó mất đầu bò nè. Đầu bò thì mai mình ráp sau nha các bạn, mai mình ráp đầu bò với lắp sau cho các bạn. Rồi. Hai con này là 1 triệu 8 nha, hai con 26 nòng 34 ly nha. Lô số 6 bạn à. Lô số 7 nha. Hai con này là Honda GX 31 với lại 22 các bạn. Đây. Này nó là 431 nè các bạn. 431, con này là 422 nè. Thì nó là GX 22 đó bạn, 422. Còn cái này là 431 và GX 31 nha, là bò nó nè. Con này là GX 31 này nó xài bố lớn nha các bạn, tôm bự. Rồi. Hai con này là 2 triệu 6 các bạn, 2 triệu 6. Bô nó nhìn nó thử coi. Đồ nó đẹp không bạn? Đó. Đồ thì nói chung là hai con này mình thấy hàng nó lướt lắm bạn, đẹp. Mới ốc nó. Ốc nó nè bạn, đó. Lóc liếc nè, còn mới lắm nha. Nói chung là còn mới lắm nha. Giật lên thì nó muốn nổ luôn nha. Rồi. Muốn nổ luôn bạn. Liên lạc. Rồi. Con này nó bị mất cái nắp, ổ cái nắp rớt đâu rồi không biết luôn các bạn. Mất mẹ nắp gió rồi bạn. Rồi 2 triệu 6 nha, lô 7 nha bạn. Lô 7 Honda các bạn, ga bóp luôn nè, hai con đều ga bóp đó nha. Con 31 nha, một con 31, một con là 22 nha. Lô 8 đi các bạn. Lô này là 2 triệu nha các bạn. Hai con Echo 253 nha, ba con nhớ lộn, ba con Echo 253 nha. Con này mới ken nè các bạn. Mới nó ốc vàng khè luôn nè các bạn, thấy không? Con này mới ken luôn nè. Con nào cũng mới ken đó nha. Rồi. Lô 8 này là 2 triệu các bạn à, 2 triệu nha. 2 triệu, lô số 8 nha, đầu bò nữa nè. Echo 253 nha các bạn. Ba lô nha, cái này là ba lô các bạn lưu ý giúp mình. Mấy ba lô nha. Rồi 2 triệu nha, lô số 8. À, có tên L33 này quên chứ. Đây bạn, con này thì 2 triệu 2 nha các bạn. Áo nó nè. Rồi, tên L33 nha, hàng này thì nó hiếm lắm bạn. Ở mình dời, bữa giờ mình dời cũng nhiều mà được con này nè. Hiếm lắm, không có nhiều đâu nha các bạn. Hàng này bây giờ nó tuyệt chủng rồi, hoặc là bên Nhật bây giờ có mấy ông Việt Nam, ông qua đó ông mua.
ông kiểu như ông mua lựa bạn, mua giá cao luôn, mua giá cũng cao lắm bạn, qua Nhật mua cao lắm, mua lựa đóng công riêng giờ luôn, cho nên hàng này bây giờ trong lô nó ít lắm, không có nhiều đâu bạn. Rồi cái con này nó cần đầy đủ bạn, nhưng mà nó mất cái đuôi thì mai, cái này mai mình soạn cái đuôi sau nha các bạn nha, tại vì bây giờ đó, bây giờ là mình quay video các bạn cho nó gấp rút. Rồi bồ biết rồi, nó còn mới đẹp. Rồi con này là 2,2 triệu nha các bạn, 2,2 triệu đó, đồ bò nó này. Rồi có con này nè các bạn, con này đợi bạn 600 thôi, con Mitsu 2002 bô bình xăng nó này bạn, trắng tươi luôn, đẹp lắm nha, nó ken à. Rồi 600.000 thôi các bạn, 600.000 thôi, hơi nè, thấy không, hơi cũng dữ lắm nha, cần của nó nè, nó là cô Mitsu 2002 nha, đồ bò nó nè, 600.000 nha các bạn, 600.000 thôi. Các bạn chốt thì chụp màn hình lại rồi lên Zalo chốt nha. Rồi lô 10 các bạn. Hai con này là 2 triệu nha các bạn. Shidewa. Shidewa 240 nè. Còn con này là 231 ạ, con này 231. Cái thằng 231 này nó xài chế gang ngang sang dưới nha. Có cuộc đời luôn nè các bạn. Nè. Đó, con này nó có cuộc đời luôn. Đời nè các bạn. Đời. Con này thì bình xăng nó còn trắng đẹp lắm các bạn nè. Trắng mới đẹp, không biết nó còn xăng đây không, chắc còn xăng luôn quá. Ừ, còn xăng luôn nè bạn, mà xăng dơ lắm đó. Rồi hai con này là 2 triệu nha, Shidewa nè, ốc nó bô nó nè bạn, trắng tươi luôn nè, đẹp lắm nha. Hơi thử nè, hơi còn dữ lắm nha các bạn. Rồi lô này là lô 10, 2 triệu nha các bạn, hai con 2 triệu. Đồ bò nó nè. Xì qua nha các bạn, hợi bình thuận đó các bạn. Lô số 10 nha, lô số 10. Mới can luôn nha các bạn. Rồi lô 10 2 triệu nha, lô. Cái này phải lô bạn, cái này là nó là Mitsu T 170 mà có một con duy nhất thôi. Con này là 900 nha các bạn, 900.000. Mình đợi ghi giá đây nè. 900.000 nha. Mitsu T 170 nha các bạn, con này hơi còn dữ lắm, hơi thì dòng này nồng, nó nồng kiến các bạn. Rồi hơi còn dữ lắm nha, T 170 đầu bò nó nè, chén dao mình thấy còn đầy đủ các bạn. Rồi một con duy nhất nha các bạn, 900.000 nha. Rồi lô này là lô số 9 các bạn, lô số 9 nha, 1,8 triệu. Cái này là Echo 231 các bạn, có đời, có cục đời nè bạn nè, binh nó nè, đời nó nè. Rồi con này là 231 nha, con này là 240 nè, 240 nè, hai con này cũng có đời luôn nè bạn, đó đời luôn nè, đó con nào cũng có đời. À lộn, trợ lực, con này trợ lực các bạn, mà chích mũi 4 là đầu óc nó lát các bạn. Rồi rồi cái con này là có đời, một con có đời, hai con có trợ lực. Cái này nồng 34 ly nha các bạn, còn kia nồng 32 ly, 231 nồng 32 ly. Lô này là 1,8 triệu nha, lô số 9 nha, 1,8 triệu nha các bạn. Rồi cái này tum rời luôn các bạn, đồ bò nó nè, đồ bò đầy đủ nha, đồ bò đó. Rồi lô số 9 nha các bạn, 1,8 triệu nha, 1,8 triệu nha, Echo lô số 9. Ồ lô số 9 à. Rồi lô này là lô số 11 nha các bạn, lô VIP ngày hôm nay nè. Đây một con là TL 261, một con nha các bạn, này nó là TL 261 nè bạn, mới ken luôn nha, kế hai kim nè, ổ giật nó nè bạn, dây giật này. Hơi còn dữ lắm nha. TL 261 nè bạn, đó trợ lực bạn, con này nó có trợ lực luôn á. Rồi con này mà nó bán riêng mình nó, bạn biết giá nhiêu không? Nếu mà bán riêng mình nó phải 2 triệu bạn con này nè. Rồi con này thì với lại tê bơi nha các bạn, tê bơi nè. Nè con này nó còn xăng Nhật nè bạn nè, thấy không? Còn xăng Nhật trong luôn nè, thấy không? Đó xăng Nhật nè bạn, thấy không? Còn xăng Nhật trong luôn, bô nó nè, đồ nó mới lắm nha. Rồi con này cũng còn mới lắm nè. Mới ken à, 26 bạn. Con này màu đen mới ken luôn nè các bạn. Rồi lô này là 1,6 triệu là cái con 261 này các bạn. Còn ba này là 1,2 triệu con các bạn. Là chạy ra là thành 3,6 triệu này, với 1,6 triệu là 5,2 triệu hết nha.
lô 11 VIP nha các bạn, 5,2 triệu nha các bạn, lô 11 nha. Này, này nó xài chới 2 kim nè bạn, đó. Còn này nó xài không phải chới 2 kim nha. Mà chới 2 kim luôn nè, đó thấy không? Để bơi. Rồi lô 11 VIP nha. Đầu bò thì đầy đủ các bạn ạ, đầu bò mình thấy đầy đủ luôn á. Dao giết đồ đầy đủ luôn nè. Rồi. Lô 11 5,2 triệu nha các bạn, lô 11, lô Mitsubishi các bạn. Tum rời hết nha các bạn, tất cả là tum rời 260 hết. Lô 11 rồi. Lô 12 nha. Lô này nó là Maru các bạn à, Maru 2326 nha. Cái con bự bự này là 26 nè, cái con kia là 23 nha các bạn. Nó là 23 ốc vàng khè luôn. Đẹp bạn. Rồi. Hai con này thì nó rẻ thôi mà, có 1,6 triệu thôi hai con. Maru 2326 nha, 1,6 triệu thôi hai con nha. Còn kiếp của nó nè. Đồ bò nói chung là hai con này nó liền lắm nha các bạn. Liền đồ. 1,6 triệu. 23 này bạn. Này móc buri nha. Móc buri rồi. Bình sang còn trắng lắm nè. 230 nè. Con này là nó là 26 nha các bạn, 2630. 2640 mà, 2640. Rồi. Rồi cái con này 700.000 mà, con này thì nó bị gãy cái chỗ này nè. Nè. Rồi mai mình cho bình sang khác nha. Bình này thì mình đỡ cho bạn luôn. Mai mình cho cái bình nó còn liền nha các bạn, bỏ vô. Nó vận chuyển bạn nó gãy cái này nè. Nó gãy cái chỗ cổ, cái cổ bình này. Còn cái này chưa gãy nha, cái bên này chưa gãy nè. Rồi con này là 700.000 thôi, nó là Tanaka Made in Japan 27 sơ sơ nha các bạn. Nè 270S nè, đó. Con này thì đẹp khỏi nói rồi, đẹp lắm. Rồi. Con này là hết rồi bạn, rồi hết rồi thôi. Vậy thôi, như ngày hôm nay vậy thôi bạn. Hôm nay sao tự nhiên trời nó lạnh lạnh nên thấy người nó mệt mệt bạn, nói nó không nổi các bạn, người nó xíu sức sống lại rồi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn mua hàng thì liên hệ cho thư ký giúp mình nha các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nha. Thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Linh Búa mình rất là nhiều nha. Mình cũng bán hết hàng rồi, cũng sạch kho rồi. Thì cũng ít ngày nữa hàng nó sẽ là dời lại thôi các bạn. Các bạn yên tâm. Rồi xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Linh Búa nha. Xin mến chào tạm biệt các bạn. Các bạn mua hàng thì liên hệ cho thư ký giúp mình nha, đừng có gọi cho mình. Tại vì mình không có nắm sổ đâu các bạn, mình không có biết lô nào còn, lô nào bán rồi đâu. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.